Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với HHTQ Thắng Channel. Hôm nay mình sẽ review Thôn Phệ Tinh Không tập 223. Ở cuối tập trước, sau khi nhận được binh khí chuẩn thú thần binh và thí ngô vũ dực, La Phong hơi kích động, ly khai thành chủ phủ, về tới mình căn nhà tu luyện u tĩnh. Vừa, cứng đi, La Phong cũng lập tức đưa ý thức nối vào mạng vũ trụ giả định. Vũ trụ giả định khu Nguyên Thủy Vũ Tướng Sơn. La Phong điện hạ, ngươi xin đưa khoang dinh dưỡng đến hỗn độn thành sao? Trên màn hình truyền đến thanh âm trong trẻo dễ nghe. Đúng thế. La Phong ngồi trước bàn viết, gật đầu. Xin đưa khoang dinh dưỡng tới đây. Vâng. Lập tức điện thoại chấm dứt. La Phong nở nụ cười. Địa vị khác nhau, quyền hạn khác nhau. Lần đầu khi tới hỗn độn thành, La Phong cái gì cũng phải nghe mệnh lệnh. Như việc đưa khoang dinh dưỡng tới đây căn bản không thể có phục vụ, mà phải tự mình đưa đến hỗn độn thành. Nhưng bây giờ khác hẳn. Quyền hạn La Phong còn cao hơn những giới chủ nguyên thủy bí cảnh khác nhiều. Diễn thần thất biến. La Phong ngoắc tay một cái, một bộ sách vừa dày vừa nặng đặt trên giá sách lập tức bay tới, rơi xuống bàn viết trước mặt La Phong. Về phần máy laptop, đã bị La Phong quẳng xuống chiếc bàn trà trước sofa rồi. Lúc trước chỉ xem sơ về tứ đại tuyệt học, nhưng không hề nghiên cứu kỹ. Ta bây giờ đã luyện thành tầng thứ nhất Lân Giáp Thiên, biết được một bộ phận đạo thần thú, tự nhiên nên học phương pháp vận dụng chứ. La Phong mở bộ sách vừa dày vừa nặng ra. Quyển sách dày nửa thước, mỗi một tờ đều siêu mỏng, quyển sách đầu tiên cũng phải tới gần vạn trang. 1/3 quyển sách đầu tiên là chỉ dẫn về phương diện cảm ngộ quy luật, chủ yếu là tu luyện Lân Giáp Thiên. 2/3 phía sau là giảng thuật về vận dụng tứ đại bí pháp. Loại đầu tiên thú thần biến, thứ dễ học nhất. Chỉ cần cảm ngộ quy luật, có thể nói muốn học là được, nhưng nó vẫn là một bộ tuyệt học. Hơn nữa một môn tuyệt học vô cùng quan trọng. Nội dung môn tuyệt học của Hilada làm La Phong biết thêm một đại bí mật trong vũ trụ. Dựa theo lời Hilada, lợi dụng hoàn mỹ 100% sức mạnh thân thể là việc mỗi một thần linh bất hủ đều khẳng định có thể làm được. Còn siêu cường giả chính thức, thân thể họ hoàn toàn có thể bộc phát siêu hạn. Tỷ như bộc phát ra gấp 2, gấp 3 lần lực công kích. Như La Phong, với bí pháp thiên phú cường hóa của kim giác cự thú, có thể cường hóa mọi phương vị, sức mạnh thân thể cũng cường hóa gấp đôi. Tỷ như một môn tuyệt học tôn thiên địa bản, cũng là một loại tuyệt học vô cùng trân quý. Một khi thi triển môn tuyệt học này, kim giác cự thú sẽ không ngừng thu nhỏ lại, mật độ cơ bắp, mật độ gân cốt sẽ không ngừng trở nên kinh người. Như vậy có thể làm thực lực trong nháy mắt gia tăng mấy lần. Trong truyền thuyết có thể gấp 36 lần cực hạn. Đây đều là những bí pháp đặc thù, có thể trong nháy mắt gia tăng lực công kích thân thể. Còn thân thể có thể cũng có cực hạn của vũ trụ về chấn phúc cũng là 100 lần. Bất luận sử dụng bí pháp gì, cực hạn chí cao là 100 lần. Cùng một đạo lý. Linh hồn trong nháy mắt có thể có chấn phúc cực hạn của vũ trụ tới 100 lần. Như chấn phúc niệm lực của La Phong là trên 3.200. Vì trạng thái hoàn mỹ bình thường là 100, do đó La Phong bây giờ có linh hồn chấn phúc là trên 32 lần. Theo La Phong phán đoán, mục tiêu cuối cùng của ma âm thần tướng truyền thừa là 100 lần chấn phúc. 100 lần, đây là một cực hạn của vũ trụ. Không thể vượt qua. Bản tôn thiên địa tu luyện tới đại thành có chấn phúc 36 lần. Song dựa theo những gì La Phong biết trong truyền thừa ký ức, ngoại trừ năm đó một con kim giác cự thú sáng tạo ra bí pháp bản tôn thiên địa. Các thế hệ khác, rất nhiều kim giác cự thú cường đại cũng không con nào có thể luyện thành tầng thứ 3. Đến cả tầng thứ 2 đại thành cũng rất ít. Chân phúc 36 lần, hiển nhiên là cực khó. Thú thần biến, Hilada do sáng chế tổng cộng có 6 tầng mà thôi. Tầng thứ nhất, chân phúc 2 lần. Tầng thứ 2, chân phúc 4 lần. Tầng thứ 3, chân phúc 8 lần. Tầng thứ 6, chân phúc 64 lần. Nói cách khác, vũ trụ bá chủ Hilada có thể nói là tồn tại vô địch dưới vũ trụ chi chủ, thi triển thú thần biến cũng chỉ có chân phúc nhiều nhất là 64 lần sức mạnh thân thể. Không nói chuyện 64 lần, có thể luyện thành tầng thứ 5 với chấn phúc 32 lần cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Bởi vậy xem ra muốn đạt tới cực hạn của vũ trụ là khó khăn nói tiếp như thế nào. Rất nhiều bất hủ thần linh cấp phong vương cho dù đi nhận truyền thừa ma âm thần tướng truyền thừa, nhưng rất nhiều người không thể hoàn thành giai đoạn đầu tiên. Một tầng đỉnh cao vạn tâm khống hồn bí pháp là vạn tâm cảnh, chính là yêu cầu chấn phúc niệm lực đạt tới 10.100 lần. Song đến cả người sáng tạo ra nó cũng chưa từng luyện thành, chỉ là tưởng tượng ra mà thôi. Truyền thừa ma âm thần tướng đã ở trong Ma Sơn biết bao nhiêu năm trời, nhưng không một ai có thể nhận đầy đủ truyền thừa. Khó. Khó đến cực hạn. Cực hạn của vũ trụ đã ngăn cản vô số siêu tồn tại như Hilada, người sáng tạo vạn tâm khống hồn bí pháp. Còn phân thân kim giác cự thú của La Phong, bí pháp chấn phúc chính thức cũng chỉ là bản tôn thiên địa và bí pháp thiên phú cường hóa. Bản tôn thiên địa có chấn phúc gấp 5 lần, còn bí pháp thiên phú cường hóa có chấn phúc 2 lần. Do đó bằng vào thiên phú, phân thân kim giác cự thú kỳ thật cũng chỉ có chấn phúc 10 lần mà thôi. Đương nhiên vì có bí điển vô danh thần bí trong miếng kim loại đen,
mà gen tiến hóa kim giác cự thú đã tăng lên 3 lần. Nhưng đây là gen tiến hóa, thuộc loại rất cơ sở, chứ không phải là bí pháp chấn phúc trong nháy mắt. Như huyết lạc lực, bằng vào huyết lạc lực trong nháy mắt thay đổi gen ở móng chân phải. Làm móng chân phải kim giác cự thú có móng vuốt như thần thú, lực công kích móng chân phải đạt tới mức bộc phát là trên 11 lần. Nhưng nó cũng thuộc loại bản thân gen, chứ không phải là một bí pháp chấn phúc. Do đó vẫn nói gen, huyết thống là rất trọng yếu, La Phong thầm nghĩ trong lòng. Gen và huyết thống tốt, về vạch xuất phát đã vượt xa xa qua đối thủ. Cùng là giới chủ đỉnh phong, lực công kích thân thể kim giác cự thú cũng gấp 10 lần giới chủ đỉnh phong nhân loại. Xây một cơ sở mạnh hơn 10 lần, không thể không nói, miếng kim loại đen bí điển vô danh đó thật đáng sợ. La Phong không kìm được thán phục. Trên địa cầu tìm được miếng kim loại đen, nhưng nó lại khiếm khuyết, tìm được bí điển vô danh, nhưng lại chỉ có tầng thứ nhất. Cho dù tầng thứ nhất, cũng có giá trị vô cùng tận rồi. Bình thường đạt tới vực chủ đỉnh cao, giới chủ đỉnh cao, tố chất thân thể sẽ không thể tăng lên. Nhưng bằng vào bí điển vô danh này, khi tới cực hạn, có thể mạnh gấp 3 lần. Đây không phải là trong nháy mắt chấn phúc, mà là do gen tiến hóa. Thật sự nếu cơ sở quá cao, thì đây tuyệt đối là vi phạm quy luật vũ trụ. Một quyển bí điển ngược lại với quy luật vũ trụ vận chuyển, nhưng tiếc rằng vẻn vẹn chỉ có tầng thứ nhất, La Phong thầm than. Nếu có đủ 9 tầng, bộ bí điển vô danh này có giá trị tuyệt đối vượt xa những bí pháp trên cực hạn khác mà ta biết. Bộ tuyệt học thú thần biến là chấn phúc thân thể, cùng loại với những loại bí pháp chấn phúc như bản tôn thiên địa, ma âm thần tướng truyền thừa. Tuyệt học thứ hai là thú thần binh, là bí pháp công kích vận dụng binh khí niệm lực thú thần binh. Đây mới là tuyệt học chính thức của Hylada để tung hoành vũ trụ, giết chóc vô số. Một binh khí nhìn như đơn giản chuẩn mực như thú thần binh, nếu lọt vào tay Hylada, lập tức có thực lực hủy thiên diệt địa, tung hoành vô số tộc quần. Tuyệt học thứ ba là thú thần hống. Đây là bộ bí pháp loại phòng ngự linh hồn, hơi cùng loại với hư khâu chi tháp mà La Phong bây giờ tu luyện, nhưng nó cao minh hơn hư khâu chi tháp nhiều. Bất luận là ai, chỉ cần là có linh hồn, gần như đều phải học về bí pháp phòng ngự linh hồn. Còn Hylada là trường phái tinh thần niệm sư, sáng chế ra bí pháp loại phòng ngự linh hồn có thể suy ra uy lực như thế nào. Bộ tuyệt học thứ tư là thú thần bôn. Đây là bộ bí pháp dùng để chạy trốn. Vũ trụ rộng lớn thần bí, nguy cơ ẩn náu khắp nơi, sức chiến đấu mạnh chỉ là một mặt, nhưng thứ chính thức quyết định có thể sống được bao lâu kỳ thật ngược lại chính là bản lĩnh chạy trốn. Như bất tử tôn giả, lần lượt trải qua các loại hiểm cảnh sinh tử, xem những bí cảnh vũ trụ thành hoa viên nhà mình, nhưng võ công không chết. Như thủ hộ giả bia hỗn độn, có rất nhiều phân thân cường đại, cũng là một loại bí pháp bảo vệ tính mạng. Thú thần bôn, tu luyện xong, dưới tình huống nguy hiểm thì xác suất còn mạng sống sẽ được đề cao mấy chục lần. Bốn bộ tuyệt học. Một bộ là chấn phúc thân thể, một bộ là công kích binh khí niệm lực, một bộ là phòng ngự linh hồn, một bộ để chạy trốn. Tên của bốn bộ tuyệt học thật là thú vị. Thú thần biến, thú thần binh, thú thần hống, thú thần bôn. Ha ha, không hổ là bí pháp dùng thần thú trở thành mục tiêu. La Phong mỉm cười. Ba ba tháp ngồi trên vai La Phong đột nhiên hô. La Phong, sao không có loại bí pháp chấn phúc linh hồn? Ta làm sao biết? La Phong lắc đầu. Hắn không biết. Thần thú là đi theo trường phái thân thể, chứ không phải là trường phái linh hồn. Do đó tu luyện quy luật dung hợp kim, không, toàn bộ bí pháp lấy thần thú là mục tiêu cuối cùng, cũng vẻn vẹn chỉ có một loại chấn phúc là thú thần biến, mà không có bí pháp chấn phúc linh hồn. Về phần bản thân Hylada, đương nhiên cũng có một vài kỳ ngộ khác, cũng biết bí pháp chấn phúc linh hồn. Chỉ là, đó không phải do bản thân Hylada sáng chế mà thôi. Bốn bộ bí pháp. Mỗi một bộ đều trọng yếu và bác đại tinh thâm. Sau khi nghiên cứu cẩn thận, La Phong càng cảm thấy thán phục, căn bản không còn tâm tư đi sáng tạo bí pháp. Hỗn độn thành chủ sư phụ nói rất đúng. Trước hết học tập bí pháp cường đại của tiền bối, hoàn toàn nghiên cứu rõ ràng, suy nghĩ thấu đáo, đợi một ngày nào đó cảm thấy không rất thích hợp với mình thì tự nhiên nước chảy thành sông mà sáng tạo. Bây giờ, muốn làm đến nơi đến chốn, thì trước hết nên học bốn tuyệt học của Hylada. La Phong, có điện thoại. Ba ba tháp vội hô. Tiếp. La Phong nhẹ nhẹ click vào giữa không trung, một màn hình tự động hiện lên. Trên màn hình xuất hiện một lão giả mặc bạch bào, râu tóc bạc trắng, chính là quản gia khu nguyên thủy Ngà Đà Nhĩ. Ngà Đà Nhĩ khẽ cúi người. La Phong điện hạ, ở đây có một hòm bí pháp điển tịch được gửi tới. Hả? La Phong sáng mắt lên. Hỗn độn thành chủ đã nói, sẽ phái người đưa điển tịch giới thiệu về Thí Ngô Vũ Dực tới. Ta ra ngay. La Phong tắt điện thoại, nhảy thẳng ra khỏi cửa sổ bay ra ngoài. Bay vút lên trời, nhanh như chớp bay về phía cửa vào khu nguyên thủy. Nháy mắt đã tới nơi. Cửa chính khi khu nguyên thủy, có vài hầu nữ. Một thần linh bất hủ râu tóc bạc trắng Ngà Đà Nhĩ đang đứng đó. Ngà Đà Nhĩ đang cầm một cái hòm màu bạc. Thú thần binh chuẩn, hỗn độn thành chủ sư phụ cũng không quan tâm gì lắm. Thế mà hắn lại nói Thí Ngô Vũ Dực là chân bảo. Nó lại chưa bao giờ hiện thế, không biết rốt cuộc có ảo diệu gì,
La Phong hiểu rõ, với chân bảo như vậy, bằng vào năng lực mình muốn hiểu được e rằng phải mất thời gian rất lâu, nên xem điển tịch thì nhanh hơn. Cảm ơn. La Phong hạ xuống, đưa tay nhận lấy cái hòm màu bạc. Ha ha, nghe nói La Phong điện hạ đã thành thân truyền đệ tử của Hỗn Độn Thành chủ, chúc mừng chúc mừng. Ngả Đa Nhĩ nhiệt tình nói. La Phong kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, quản gia khu Nguyên Thủy thật sự rất linh thông tin tức. La Phong xách hòm xách tay màu bạc trở lại trang viện của mình. La Phong ngồi trên sofa, mở cái hòm ra, trong hòm có để một bộ sách bìa xám. Cầm bộ sách lên, mở ra nhìn. Nguyên lai là như vậy. La Phong khẽ gật đầu, tiếp tục xem. Thí Ngô Vũ Dực, một thứ chân bảo thích hợp cho cường giả tu luyện quy luật dung hợp không gian, kim sử dụng. Nguyên nhân chính là vì nó thích hợp nhất cho người tu luyện quy luật dung hợp không gian, kim, do đó Hỗn Độn Thành chủ mới chọn bảo vật này cho La Phong. Lai lịch Thí Ngô Vũ Dực không rõ ràng, chất liệu cũng vô cùng phi thường, cho dù là những bá chủ như Vũ Trụ Chi Chủ, cũng đừng mơ tới việc hủy diệt được Thí Ngô Vũ Dực. Hỗn Độn Thành chủ không theo đạo thần thú, tự nhiên không thể hoàn mỹ sử dụng được Thí Ngô Vũ Dực. Nhưng ánh mắt Hỗn Độn Thành chủ quả là sắc bén, do đó hắn cũng phân tích ra được năng lực của Thí Ngô Vũ Dực. Thí Ngô Vũ Dực, công năng chủ yếu là dùng để chạy trốn. Dựa theo Hỗn Độn Thành chủ nghiên cứu phát hiện, Thí Ngô Vũ Dực hẳn có tới 3 loại hình thái. Hình thái đầu tiên, đó là hình thái bình thường nhất. Tu luyện Diễn Thần Thất Biến tầng thứ nhất Lân Giáp Thiên xong là có thể thi triển bình thường. Bằng vào Thí Ngô Vũ Dực, khi phi hành sẽ nhanh như quỷ mị. Hình thái thứ hai, bản thân Thí Ngô Vũ Dực sẽ phát sinh biến hóa, tu luyện thành Diễn Thần Thất Biến tầng thứ 3 cốt là có thể thi triển hình thái thứ hai. Một khi thi triển nó, hình thành này sẽ điều khiển không gian loạn lưu, biến không gian loạn lưu thành lãnh địa của người có Thí Ngô Vũ Dực. Hình thái thứ ba, tu luyện thành Diễn Thần Thất Biến tầng thứ 5 Độc Giác là có thể thi triển hình thái này. Một khi thi triển, sẽ hình thành một không gian triều tịch. Khi bay trong không gian triều tịch, Thí Ngô Vũ Dực không hề bị ảnh hưởng gì. Đương nhiên, vì Thí Ngô Vũ Dực có chất liệu đặc thù, nên Vũ Trụ Chi Chủ cũng không thể hủy diệt. Do đó chỉ cần hai cánh chim khép lại, bao lấy thân thể, nó sẽ là một bảo vật phòng ngự, cũng có hiệu quả hòa tan lực công kích nhất định. Hơn nữa lông của Thí Ngô Vũ Dực tuyệt không phải là lông chính thức, mỗi một sợi lông đều sắc bén như đao. Khi phi hành hoàn toàn có thể dùng cánh chim công kích, cắt ngọt như những lưỡi dao. Quyển sách này có một bộ bí pháp, tuyệt đại đa số chủng tộc nhân loại không có cánh, nên việc thi triển bí pháp sử dụng cánh là cực ít. Phỏng chừng ngươi cũng chưa bao giờ từng tu luyện loại bí pháp này. Nhưng bộ Thí Ngô Vũ Dực này hẳn là thứ bảo vật mạnh nhất trong tay ngươi. Để phát huy Thí Ngô Vũ Dực tốt hơn, vi sư đã chuẩn bị cho ngươi một bộ bí pháp tên là Lịch Vũ. Đây là một bộ bí pháp lấy không gian là chủ, kiêm cả quy luật kim. Năng lực chạy trốn là rất trọng yếu. Sau khi nghiên cứu Lịch Vũ, La Phong lập tức bắt đầu tìm bí pháp từ truyền thừa ký ức của Kim Giác Cự Thú. Phải biết rằng Kim Giác Cự Thú có đôi cánh lân giáp, còn trong truyền thừa ký ức có rất nhiều bí pháp, cũng có một vài bí pháp vận dụng cánh. La Phong lục cả ra rồi cẩn thận nghiên cứu. Đã xem Thú Thần Bôn và Lịch Vũ, nhãn giới của hắn cũng trở nên cao hơn. Chẳng mấy chốc đã từ trong truyền thừa ký ức tìm được một bộ bí pháp chuyên môn phi hành chạy trốn. Bí pháp đó khá giống với Thú Thần Bôn và Lịch Vũ. Tên gọi của nó là Tam Chấn Xuyên Toa Vũ Trụ. Ta bây giờ có 3 phân thân, trong đó Kim Giác Cự Thú là mạnh nhất. Tự nhiên là phải cường cường liên hợp, Thí Ngô Vũ Dực nên để Kim Giác Cự Thú dùng. Còn bộ Tam Chấn Xuyên Toa Vũ Trụ này vốn là do một tiền bối Kim Giác Cự Thú sáng chế, thích hợp nhất cho Kim Giác Cự Thú thi triển. Ta lợi dụng Tam Chấn Xuyên Toa Vũ Trụ là chủ, Thú Thần Bôn Liệt Vũ là phụ. Trong thư phòng, trên màn hình đang có một thân ảnh lẫn trong đám mưa lất phất mù mịt. Thân ảnh đó thấp giọng nói: "Thành viên Nguyên Thủy Bí Cảnh cấp giới chủ La Phong, ngươi từng vượt qua Nguyên Thủy Thông Thiên Sơn cho cấp vực chủ, do đó công ty vũ trụ giả định thưởng cho ngươi 30 ức điểm tích lũy. Ngươi nên dựa vào 30 ức điểm tích lũy này mà làm cho thực lực ngươi cường đại hơn nữa. Như vậy, khi ngươi tham gia chiến tranh ngoài tinh vực, sẽ có sinh cơ cao hơn." "Hiểu rồi." La Phong đứng trước màn hình. "Chúc ngươi có thể sống sót vượt qua chiến tranh ngoài tinh vực." Thân ảnh đó nói xong, cắt thông tin luôn. La Phong nhếch mép cười, trong mắt có chút hưng phấn. Cuối cùng cũng tới rồi. 30 ức điểm tích lũy. La Phong tra xét số dư điểm tích lũy của mình, quả nhiên có thêm 30 ức điểm tích lũy. Trước hết tra tìm xem đổi vật liệu tu luyện bản tôn thiên địa hết bao nhiêu. La Phong lập tức tới trước máy laptop, bắt đầu thu thập các tư liệu. Trước khi mặc dù đã tra, nhưng không nghiên cứu kỹ làm sao dùng số điểm tích lũy được thưởng để có hiệu quả cao nhất. Ba ba tháp, tính toán cẩn thận cho ta, xem thử 30 ức điểm tích lũy này của ta có thể cho giúp cho bản tôn thiên địa tăng lên tới mức nào. Đang tính toán. Ba ba tháp trên vai chớp mắt. Đã tính toán xong. 30 ức điểm tích lũy có thể làm bản tôn thiên địa Kim Giác Cự Thú đạt tới mức đề cao 7.9 lần thực lực. Ba ba tháp nói. Tầng thứ nhất đề cao 3 lần. Tầng thứ hai đề cao 9 lần,
nhưng phải hơn 100 ức điểm tích lũy mới có thể hoàn toàn luyện thành tầng thứ 2. 7.9 lần. La Phong nhíu mày. 7.9 lần cần bao nhiêu điểm tích lũy? 21.2 ức điểm tích lũy. Ba Ba Tháp nói. Rất tốt. La Phong gật đầu. Giúp ta đổi đi. Không chút do dự, nó lập tức bắt đầu đi đổi vật liệu. Vì La Phong hiểu rõ đạo lý cường cường liên hợp mà phân thân kim giác cự thú mạnh hơn bản tôn người địa cầu cả 100 lần. Cho dù cho bản tôn người địa cầu có gia tăng thực lực vài lần cũng chẳng giúp thực lực chỉnh thể của mình bao nhiêu. Không bằng để thực lực kim giác cự thú tăng vọt. Đổi thành công, cộng là 21.2 ức điểm tích lũy. Rất nhiều vật liệu trong vòng 6 tháng sẽ được đưa đến hỗn độn thành. Ba Ba Tháp vừa nói xong, lại không kìm được thét lên. Mẹ kiếp, 21.1 ức điểm tích lũy đó. Cũng may là quyền hạn ngươi được chiết khấu rất cao. Nếu bỏ tiền ra, cho dù 50 ức đơn vị hỗn nguyên cũng chưa chắc đủ. Hoa. Wow. Có thể là một thần linh bất hủ phong vương sơ cấp phải táng ra bại sản đó. La Phong cười. Tiếp tục ngồi trước màn hình tra tìm tư liệu chi tiết về việc cho tiến hóa Ma Vân Đằng thực tinh thảo trùng tộc mẫu hoàng thành bất hủ. Muốn cho Ma Vân Đằng thực tinh thảo tiến hóa thành thần linh bất hủ cũng phải trả giá rất cao. Hơn nữa, trong lịch sử cũng không có một loại phương án nào nắm chắc 100%. Tỷ như, thực tinh thảo trăm nhánh có phương án tốt nhất cũng chỉ có 80% xác suất trở thành thần linh bất hủ, mà giá đắt tới 1.086 vạn điểm tích lũy. Thực tinh thảo 300 nhánh, phương án tốt nhất là 60% xác suất trở thành thần linh bất hủ, phương án này mất 9.2 ức điểm tích lũy. Thực tinh thảo 1.000 nhánh, phương án tốt nhất là 30% xác suất thành thần linh bất hủ, cần gần 1.200 ức điểm tích lũy. Càng lên cao giá đắt càng đáng sợ. Hơn nữa xác suất trở thành bất hủ cũng càng ngày càng thấp. Nếu ai bỏ ra 1.200 ức điểm tích lũy mà thực tinh thảo 1.000 nhánh lại tiến hóa thất bại, e rằng sẽ vô cùng đau lòng. Ma Vân Đằng 108 nhánh chủ, phương án tốt nhất có xác suất 80% trở thành thần linh bất hủ, phương án này mất 1.810 vạn điểm tích lũy. Ma Vân Đằng 216 nhánh chủ, phương án tốt nhất có xác suất 50% trở thành thần linh bất hủ, cần bỏ ra 15.3 ức điểm tích lũy. Ma Vân Đằng 360 nhánh chủ, tốt nhất phương án là 40% trở thành thần linh bất hủ, cần yêu cầu nỗ lực gần 116 ức điểm tích lũy. Đây đều là những phương án tốt nhất. Nếu bỏ ra ít hơn, còn có thể sử dụng một vài phương án kém hơn một chút, nhưng xác suất trở thành thần linh bất hủ sẽ thấp xuống. Năm đó Hồ Diên Bác thành công đào tạo ra một Ma Vân Đằng bất hủ, thật ra có rất may. Vì năm đó phương án đầu tư cũng không tốt, xác suất thành công chỉ có 40%, cuối cùng nhờ gặp may mới thành công. Đổi nhiều vật liệu bảo vật. Đổi thời không tùy bút quyển thứ 4, quyển thứ 5, quyển thứ 6. Đổi một vài vũ khí đặc thù của tộc cơ giới. Rất nhiều vũ khí đều là cấm vật, song với quyền hạn La Phong vẫn có thể mua được. Giá vũ khí mặc dù tộc cơ giới rất cao, nhưng lại có thể cho người có thực lực yếu sử dụng, giúp người sử dụng có thể lấy yếu thắng mạnh. Hàng loạt điểm tích lũy ra đi. 30 ức điểm tích lũy thật sự chỉ còn lại có trên 2 ức nhiều điểm tích lũy. Toàn bộ điểm tích lũy kia đã biến thành các loại vật phẩm. Còn vật phẩm cũng sẽ giúp cho thực lực La Phong trở nên mạnh lên, không ngừng mạnh lên, những thủ đoạn ứng phó với nguy cấp cũng không ngừng tăng lên. Thời gian như nước chảy, thoáng cái La Phong đã trở thành giới chủ được 300 năm, trong nguyên vũ trụ là 1.000 năm. Trong hỗn độn thành, trên sân thượng vô số căn nhà tu luyện đều có người khoanh chân tĩnh tọa khổ tu. La Phong cũng đang khoanh chân trên sân thượng, ngẩng đầu nhìn về phía một vài vết nứt không gian trên trời cao, từ đó xuất hiện những quy luật vận chuyển vũ trụ. La Phong đột nhiên nở nụ cười, đột nhiên đứng dậy. 300 năm, ta tới cửu vũ hỗn độn bia tìm hiểu 18 lần, cuối cùng cũng hiểu được bức đồ họa thứ 4 tinh thần đồ và bức đồ họa thứ 5 hằng tinh hệ đồ. La Phong cảm thấy vui sướng. Bình thường muốn hiểu được 5 bức đồ họa cửu vũ hỗn độn bia đại khái cũng có kỹ năng vượt qua thông thiên kiều tầng 15 hoặc tương đương với diễn thần thất biến tầng thứ nhất. Song, nó lại dễ hơn so với việc luyện thành tầng thứ nhất diễn thần thất biến không ít. Hơn nữa đã sớm đã hiểu được 108 loại bản chất, rồi phối hợp với 18 lần tìm hiểu cửu vũ hỗn độn bia, hiệu suất đương nhiên siêu cao. Nếu không phải vì phân tâm tu luyện diễn thần thất biến tầng thứ 2, e rằng không tới 300 năm. Đáng tiếc diễn thần thất biến tầng thứ 2 khó hơn tầng thứ nhất nhiều. Mất 300 năm nhưng cũng chỉ nghĩ ra chút bề ngoài. La Phong thầm lắc đầu. La Phong nhảy xuống, chạy xuống dưới lầu, rồi lập tức đi ra trước cửa nhà mình, tay nhẹ nhẹ đè cánh cửa. Màu sắc cánh cửa bắt đầu từ từ biến hóa, rồi thành màu trắng. Mình đã sống tại đây trên 1.200 năm. La Phong thầm nói, nguyên vũ trụ cũng đã qua 4.000 năm rồi. Ta từ khi sinh ra cho tới bây giờ phần lớn thời gian đều khổ tu tại đây. Bây giờ, cũng thấy hơi nhớ. Nên đi thôi. La Phong lắc đầu. Rồi quay đầu đi về phía phủ đệ sư phụ Chân Diễn Vương cách đó không xa. Trước khi ly khai hỗn độn thành, cũng nên bái biệt hai vị sư phụ. La Phong sư đệ. Sư đệ. Đi vào phủ đệ, thỉnh thoảng thấy một vài sư huynh nhiệt tình chào hỏi La Phong. Họ đều biết La Phong sư đệ bây giờ đã thành thân truyền đệ tử của hỗn độn thành chủ,
tự nhiên đối đãi với La Phong nhiệt tình hơn một chút. Sư phụ ở bên kia. Các sư huynh chỉ dẫn. La Phong đi tới trước một đình viện. Vào đi đi. Trong đình viện truyền đến một thanh âm. La Phong đi vào đình viện, chỉ thấy Chân Diễn Vương đang ngồi uống rượu cạnh bàn, trước mặt để một bầu rượu sắt. Sư phụ. La Phong cung kính hành lễ. Muốn đi à? Chân Diễn Vương tiếp tục uống rượu. La Phong cung kính hành lễ. Chân Diễn Vương đưa mắt nhìn La Phong. Đi đi, đừng để sư phụ người ta mất mặt là được. La Phong cung kính nằm mọp xuống, nằm mọp bái biệt vô cùng trịnh trọng, rồi lập tức đứng dậy. Sư phụ, đệ tử xin đi. Nói xong xoay người đi ra ngoài. Chân Diễn Vương nhìn theo hình bóng La Phong, không kìm được hô. Còn sống trở về, thì thuận tiện đưa tới chút rượu ngon. Sư phụ còn chưa uống rượu của ngươi đưa tới đó. Đệ tử nhất định đưa rượu về. Thanh âm La Phong truyền đến, nhưng người thì đã đi xa. Đi ra khỏi phủ đệ Chân Diễn Vương, La Phong âm thầm đặt quyết tâm, nhất định phải xông ra ra ngoài một phen. Mình đã chính thức bái ba sư phụ. Một là Hô Diên Bác, hai là Chân Diễn Vương, ba là Hỗn Độn Thành Chủ. Xong nói về cảm tình, Chân Diễn Vương lại là người có tình cảm sâu nhất. Vì ở chung với Chân Diễn Vương một thời gian thật sự rất lâu, hơn nữa Chân Diễn Vương đối đãi với đệ tử cũng vô cùng quan tâm. Cũng giống như cha đối đãi với con, chỉ cần việc mua Diễn Thần Thất Biến Thiên Đầu cho La Phong cũng là một ân huệ khó có thể báo đáp. Phải biết rằng Chân Diễn Vương không phải là vũ trụ tôn giả, mua Thiên Đầu Diễn Thần Thất Biến cũng phải trả giá rất lớn. La Phong điện hạ. La Phong điện hạ. Thủ vệ bất hủ ở nội phủ thành chủ phủ nhiệt tình chào, đồng thời tránh đường cho hắn. La Phong đi vào nội phủ, chẳng mấy chốc đã đi đến trong đình viện Hỗn Độn Khư, hít sâu một hơi rồi bước vào. Trên đại lục hoang tàn mênh mông, các loại thi thể cường giả rải rác khắp nơi. Phải biết rằng đây là trong đời thật, chứ không phải là vũ trụ giả định, do đó mỗi một thi thể này đều là hàng thật. Hơn nữa vô số năm qua mà vẫn luôn không mục nát, hiển nhiên những thi thể này đều là bất hủ, còn có những thi thể chỉ cần khí tức cũng đã khiến cho La Phong phải kinh ngạc. Sư phụ. La Phong đi đến trước bóng người đang ngồi, cung kính hành lễ. Hỗn Độn Thành Chủ đứng lên, quay đầu nhìn về phía La Phong. Chuẩn bị ly khai Hỗn Độn Thành à? Đôi mắt Hỗn Độn Thành Chủ rất bình tĩnh, sâu thẳm như biển. Đúng thế. La Phong đáp. Cũng nên ra ngoài sông pha. Hỗn Độn Thành Chủ khẽ gật đầu. Ngươi chuẩn bị tới đâu trước? Bí cảnh vũ trụ. Chiến trường ngoài tinh vực. Chiến trường ngoài tinh vực. La Phong cung kính nói. Giới chủ, phải tiến hành rèn luyện sinh tử. Đây là truyền thống vô số năm qua của công ty vũ trụ giả định. Rèn luyện sinh tử, chủ yếu phân ra hai loại phương thức. Một là ở chiến trường ngoài tinh vực, hai là ở bí cảnh vũ trụ. Hai làm phương pháp này đều vô cùng nguy hiểm. Như ở chiến trường ngoài tinh vực là chiến tranh giữa các tộc quần. Vô số cường giả ngoại tộc tiềm phục ở đó, hơn nữa có khi có cả một quân đoàn. Cho dù thân thể họ kém La Phong, nhưng một quân đoàn cùng xông vào cũng có thể làm La Phong trong nháy mắt chết tươi. Về phần bí cảnh vũ trụ cũng không kém gì chiến trường ngoài tinh vực. Như sư huynh La Phong khóa đế, lần đó đã ngã xuống trong một bí cảnh vũ trụ. Một vài bí cảnh vũ trụ nguy hiểm thì đến cả vũ trụ tôn giả cũng có thể ngã xuống. Chiến trường ngoài tinh vực. Hỗn Độn Thành Chủ nhướng mày. Nơi đó có cường giả ngoại tộc tiềm phục, mà ngươi bây giờ là thân truyền đệ tử của ta, cũng sớm được xem là thiên tài tuyệt thế ngàn vạn kỷ nguyên mới xuất hiện của tộc nhân loại. Vô số cường giả ngoại tộc đều muốn hạ sát thủ với ngươi, một khi ngươi tới chiến trường ngoài tinh vực, e rằng. La Phong mỉm cười nói. Đệ tử hiểu, đệ tử từng bị chủng tộc ám sát. Khi đó đệ tử danh khí còn chưa được như bây giờ. Chủng tộc đã không tiếc mọi giá, xuống tay với ta ở Vô Lung tinh vực. Còn bây giờ e rằng họ nguyện ý bỏ ra giá đắt hơn nữa, xuống tay với ta. Chủng tộc. Hỗn Độn Thành Chủ hừ lạnh một tiếng, không gian đại lục vô tận mênh mông chung quanh đều chấn động. La Phong cũng thầm kinh hãi. Hắn cảm giác được Hỗn Độn Thành Chủ khi nhắc tới chủng tộc thì vô cùng phẫn nộ. Tam đại tộc quần đỉnh cao là tộc cơ giới, yêu tộc, chủng tộc, có giáp biên giới với lãnh thổ quốc gia của tộc nhân loại. Hỗn Độn Thành Chủ lạnh giọng nói. Vì tiếp giáp lãnh thổ quốc gia, ai cũng muốn khuếch trương hoặc không muốn bị xâm lược, như vậy chỉ có thể tiến hành chiến tranh. Trong ba tộc này, nói về mức âm hiểm, chủng tộc đứng thứ nhất. Chủng tộc này có rất nhiều thủ đoạn rất âm hiểm. Ngươi đi chiến trường ngoài tinh vực phải cẩn thận nhất là đám chủng tộc này. La Phong gật đầu. Dạ, sư phụ. Phải ghi nhớ, vì khoa đế sư huynh ngươi cũng đã ngã xuống trong tay chủng tộc. Hỗn Độn Thành Chủ trịnh trọng nói. Thực lực, thủ đoạn tự bảo vệ vân vân đều mạnh hơn ngươi bây giờ. Ngươi mới được có 30 ức điểm tích lũy để mua vật phẩm. Còn sư huynh khoa đế của ngươi năm đó đã vượt qua Nguyên Thủy Thông Thiên Sơn dành cho cấp giới chủ, được tới 1.000 ức điểm tích lũy. Nhiều bảo vật hơn ngươi nhiều, kỳ ngộ cũng rất nhiều, mà vẫn ngã xuống. La Phong run lên vội nói ngay. Đệ tử xin nhớ. Đúng vậy. Mình tự nhận có nhiều thủ đoạn,
nhưng vẫn chưa tự mình trải qua những lời của sư phụ Hô Diên Bác trước khi chết từng bảo Ba Ba Tháp lưu lại cho mình, phải luôn luôn kính sợ vũ trụ. Phải luôn bảo trì khiêm tốn. Đây là suy nghĩ của một thần linh bất hủ hành hiệp đơn độc, lang bạt vũ trụ. Ngàn vạn lần không được kiêu ngạo, chủ quan là có thể mất mạng. La Phong thầm cảnh báo mình. Chiến tranh giữa các tộc quần là vô cùng tàn khốc. Vì đây là chiến tranh sinh tồn, hơn nữa năm tháng vô hạn, vô số cường giả ngã xuống, dẫn đến cừu hận giữa các tộc quần càng lúc càng lớn, đạt tới trình độ vô cùng đáng sợ từ lâu rồi. Hỗn độn thành chủ quay đầu nhìn quanh, những thi thể trên mặt đất mênh mông. Thấy chưa, những thi thể này. La Phong liếc mắt nhìn quanh, vô số thi thể ngoại tộc, có những thi thể khổng lồ cao hơn 1000 km, có cái thấp bé không tới nửa thước, hoặc là sinh mạng kim loại, hoặc là sinh mạng năng lượng vân vân. Khí tức thi thể phát ra cũng mạnh yếu khác nhau, thậm chí có người không thua gì thực hỏa tôn giả còn sống. Những người này đều là do ta tự mình động thủ giết chết. Hỗn độn thành chủ nhẹ giọng nói, mà cũng chỉ là phần một mình ta giết chết cường giả ngoại tộc thôi. Hơn nữa lại chỉ là một phần của những cường giả ngoại tộc mà ta giết chết. Có rất nhiều người bị ảnh hưởng còn lại của năng lượng oanh kích thành bụi rồi. Nhân loại chúng ta cừu hận ngoại tộc. Ngoại tộc cừu hận nhân loại. Cũng không rõ ai đúng ai sai, có lẽ chẳng ai sai. Tất cả mọi người đều muốn sinh tồn. Tộc quần yếu muốn trở nên mạnh lên, tộc quần mạnh muốn ngăn chặn tộc quần khác trở nên mạnh lên. Hỗn độn thành chủ nhẹ giọng nói. Giết chóc vô tận, cừu hận vô tận. Mặc dù ta có năng lực cho người chết sống lại, nhưng năng lực này phải trả giá rất cao. Người chết sống lại ư? La Phong thầm kinh hãi. Hỗn độn thành chủ đưa mắt nhìn La Phong. Vũ trụ chi chủ, khống chế thời không, tự nhiên có thể nghịch chuyển thời không. Cho dù ngươi đã chết, ta cũng có thể nghịch chuyển thời không, trở lại lúc ngươi chưa chết, rồi cứu ngươi sống lại. Hỗn độn thành chủ lắc đầu than. Đạo lý rất đơn giản, nhưng giá rất đắt. Dù sao người hồn phi phách tán mà muốn sống lại cũng đã vi phạm quy luật vận chuyển vũ trụ, sẽ bị quy luật vũ trụ phản vệ. Ta cứu sống bất hủ phong hầu, bất hủ cấp phong vương thì cũng có thể ngạnh kháng với phản phệ đó. Nhưng cứu sống vũ trụ tôn giả, cho dù là ta cũng trọng thương. Một vài nhân vật cao cấp nhất trong vũ trụ tôn giả, tỉ như những người sánh ngang với Hylada. Nếu ta cứu sống, chỉ cần phần phản phệ, e rằng cũng đủ để làm cho ta ngã xuống. Hỗn độn thành chủ nói, ta mà chết, sẽ không có ai có thể cứu ta sống lại đâu. La Phong cả kinh. Cái giá đáng sợ thật. Phản phệ khi cứu sống vũ trụ tôn giả lại có thể làm hỗn độn thành chủ trọng thương. Cứu sống loại vũ trụ tôn giả đỉnh cao như Hylada, phản phệ có thể làm hỗn độn thành chủ hy sinh. Nghịch chuyển thời không, người chết sống lại, không chỉ bị quy luật vận chuyển vũ trụ phản phệ. Hỗn độn thành chủ lắc đầu nói, thủ đoạn nghịch thiên đó còn có rất nhiều chỗ thiếu hụt. Những chỗ ảo diệu nhất thời nói không rõ được, tuyệt không phải đã chết là ta nhất định tin chắc cứu ngươi sống lại. Tỷ như sư huynh Khoa Đế của ngươi, ta cũng không thể cứu sống hắn, do đó ngươi phải cẩn thận. Nếu ngoại tộc xuống tay với ngươi, khẳng định sẽ nghĩ tới việc để ta không thể cứu sống ngươi. Dạ hiểu rồi. La Phong gật đầu. Nhớ kỹ. Hỗn độn thành chủ trịnh trọng nói. Quan trọng nhất, ngàn vạn lần không để bị xâm nhập khống chế linh hồn. Thành nô lệ linh hồn, như vậy sư phụ cũng không có biện pháp gì đâu. La Phong thầm kinh hãi. Nguyên lai thành nô lệ linh hồn là xong đời luôn. Nếu như bị xâm nhập linh hồn mà ngươi không cản nổi, thà tự bạo tự sát, cũng đừng thành nô lệ linh hồn. Hỗn độn thành chủ nhìn chằm chằm vào La Phong. Tự bạo. La Phong gật đầu. Đây là tín vật của ta. Hỗn độn thành chủ lật tay. Trong tay xuất hiện một cái lệnh bài kim sắc. Trên lệnh bài có điêu khắc những hoa văn nhàn nhạt, loáng thoáng thấy đó là một tòa thành trì. La Phong cung kính nhận lấy. Nếu như ngươi gặp phải nguy hiểm mà không chống lại được, ngươi lập tức hủy diệt lệnh bài này. Chất liệu của lệnh bài này rất yếu, là hợp kim cấp C9, ngươi có thể dễ dàng nắm nát nó. Trên lệnh bài này có tinh thần ấn ký của sư phụ. Một khi ngươi nắm nát, sư phụ sẽ lập tức biết, sẽ trong thời gian cực ngắn chạy tới đó. Hỗn độn thành chủ trịnh trọng nói. La Phong gật đầu. Đương nhiên, sư phụ không hy vọng ngươi sử dụng tới lệnh bài này. Hỗn độn thành chủ nhìn La Phong. Sư phụ hy vọng ngươi có thể dựa vào thực lực mình, trở thành cường giả tuyệt đỉnh. Là một bức tường đối với ngoại tộc. Trước khi ngươi đi, sư phụ còn có một điều cuối cùng muốn nói cho ngươi. Nhớ kỹ, thủ đoạn bảo vệ tính mạng là quan trọng nhất. Hỗn độn thành chủ trịnh trọng nói. Có thủ đoạn bảo vệ tính mạng tuyệt đỉnh, những cường giả khác sẽ căn bản không dám trêu vào ngươi. Như bất tử tôn giả của vũ trường cự phủ, thực lực cũng thuộc loại đỉnh cao trong các vũ trụ tôn giả, nhưng là năng lực bảo vệ tính mạng của hắn cũng rất mạnh. Cho dù vũ trụ chi chủ muốn chính thức giết chết hắn, cũng rất khó. Một khi giết không chết hắn, sẽ bị trả thù. Hắn có lẽ không phải đối thủ của ngươi, nhưng lại có thể trả thù đệ tử ngươi, trả thù tộc nhân ngươi. La Phong nghe cũng hiểu rõ. Đúng. Năng lực bảo vệ tính mạng mạnh quả là không dễ đối phó. Ngươi giết không chết hắn thì đừng động thủ, nếu không trêu vào loại có thể nói là đại địch bất tử này,
quả là phiền phức rất lớn. Ta không mong ngươi có thể đạt tới mức có năng lực bảo vệ tính mạng bất thường như bất tử tôn giả, nhưng cũng phải tận lực đề cao thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Hỗn độn thành chủ trịnh trọng nói, bất luận lúc nào cũng không được cho rằng mình tuyệt đối an toàn. Cho dù tới cấp độ như sư phụ, đều không dám nói những lời này. Đệ tử xin ghi nhớ. La Phong cung kính cảm kích nói. Đi đi. Ra ngoài lang bạt đi. Hỗn độn thành chủ phất tay nói. La Phong cũng nằm mọp xuống bái biệt sư phụ. La Phong đột nhiên bị tống ra khỏi hỗn độn khư. La Phong đưa mắt nhìn đình viện hỗn độn khư, lập tức quay đầu bỏ đi. Hỗn độn thành ở vũ trụ sơ khai và đại bản doanh của công ty vũ trụ giả định trong vũ trụ nguyên thủy thường xuyên có phi thuyền vũ trụ xuyên qua thông đạo vũ trụ lui tới. La Phong quyết định hôm nay ly khai, tự nhiên là đã chuyển tin tức xin rời đi rồi. La Phong bay vút lên trời, bay lên bầu trời hỗn độn thành. Trên bầu trời đang có một chiếc phi thuyền vũ trụ khổng lồ hình thoi. La Phong điện hạ, chúng ta đã chuẩn bị xong. Cửa khoang có một thần linh bất hủ đang đứng, cười rất nhiệt tình. La Phong quay đầu xuống phía dưới, đưa mắt nhìn hỗn độn thành. Nơi này là nơi hắn sống 1.200 năm, là nơi ở sư phụ hắn Chân Diễn Vương, hỗn độn thành chủ. Đi thôi. La Phong bay thẳng vào phi thuyền vũ trụ. Cửa khoang chính thức đóng lại. Phi thuyền vũ trụ bắt đầu khởi động bay về phía vùng khí lưu hỗn độn. Nguyên vũ trụ, tổng bộ công ty vũ trụ giả định. Đây là một đại lục mênh mông rộng lớn, lớn hơn cả đại lục quê nhà tộc quần Kim Giác. Nơi này là đại bản doanh của tổng bộ công ty vũ trụ giả định. Từ trung tâm đại lục tổng bộ, hai miệng hầm rất lớn tự động mở ra, lộ ra một thông đạo hoa mỹ. Đó là thông đạo vũ trụ. Thông đạo nối liền giữa vũ trụ nguyên thủy và vũ trụ sơ khai. Chợt có một chiếc phi thuyền vũ trụ từ từ bay ra, sau đó lại gia tốc. Phi hành trong vài phút, rốt cục đáp xuống một trung tâm tập hợp và phân tán. Rào, cửa khoang mở ra. La Phong điện hạ, xin mời. La Phong điện hạ. Những người đứng ở cửa khoang đều có vẻ nhiệt tình khiêm tốn, thậm chí có hai thần linh bất hủ cấp phong vương cùng đáp phi thuyền đứng một bên, dẫn đường cho La Phong. Mỗi một thân truyền đệ tử của hỗn độn thành chủ đều được công khai. Còn thân phận của mỗi một thân truyền đệ tử đều vô cùng cao quý, địa vị quyền hạn của La Phong lớn hơn tuyệt đại đa số bất hủ cấp phong vương. La Phong bước một bước, đáp thẳng xuống mặt đất. La Phong điện hạ, nếu theo bên này thì có thể nhanh chóng ly khai tổng bộ. Còn theo thông đạo này thì đi thông tới khu tập hợp và phân tán số 3 thông đạo không gian. Người chủ trì phi thuyền vũ trụ nhiệt tình chỉ dẫn. Cảm ơn. La Phong mỉm cười nói. Không có gì. Người chủ trì liền nói. La Phong quay đầu một mình đi về phía lối đi tới bộ tập hợp và phân tán số 3 thông đạo không gian. Di chuyển dọc theo thông đạo phong kín, La Phong dễ dàng đạt tới 10 vạn km mỗi giây. Vài phút sau đã đi ra khỏi thông đạo. La Phong nhìn cảnh trước mắt, không kìm được thán phục. 36 thông đạo không gian cố định. 36 thông đạo không gian cố định này đi thông tới 36 phân bộ lãnh thổ quốc gia nhân loại. Phải biết rằng, dựa vào thần quốc truyền tống mất rất nhiều năng lượng. Còn thông đạo không gian cố định vốn nối liền tổng bộ với nhiều phân bộ, có rất nhiều thần linh bất hủ sử dụng. Vì lượng lớn, nên giá thành nhỏ lại. Giá thành thấp, cho dù có thể thần quốc truyền tống, cũng nên sử dụng thông đạo không gian, tiết kiệm tiền. La Phong đương nhiên không thiếu tiền, hơn nữa đào tạo 3 gốc thực tinh thảo và ma vân đằng, cũng cuối cùng đã đào tạo gốc thực tinh thảo trăm nhánh thành thần linh bất hủ. Thật ra có thể sử dụng thần quốc truyền tống. Thế nhưng thực tinh thảo trăm nhánh cũng vừa mới trở thành thần linh bất hủ, ở những nơi khác trong vũ trụ cũng không hề lưu lại tín vật, do đó cũng không thể truyền tống tới nơi mình muốn đi. Thực tinh thảo trăm nhánh thành bất hủ, ta phải giấu vài miếng bất hủ tinh của thực tinh thảo trăm nhánh ở mấy chỗ mới được. La Phong thầm nói, thời điểm mấu chốt, có thể truyền tống tới những nơi ấy. La Phong điện hạ. Xa xa đi tới một nam tử da xanh lá ăn mặc rất tinh xảo. Toàn thân hắn dập dờn những sinh cơ vô tận. Hả? Thần linh bất hủ. La Phong nghi hoặc nhìn hắn. Nhân viên phục vụ chung quanh phần lớn là giới chủ, vực chủ, rất ít để thần linh bất hủ làm việc vặt vãnh. Xem ra, thần linh bất hủ này hẳn là một thủ lĩnh ở bên này. Điện hạ xin đi phân bộ số 9. Chúng ta đã nhận được tin từ trước, do đó phổ tạp thập ta chờ điện hạ tại đây. Điện hạ, xin mời đi theo ta. Nam tử da xanh lá mỉm cười nói. Cảm ơn. La Phong cười. Ha ha, không có gì. Được La Phong cảm tạ một tiếng, người phụ trách khu tập hợp và phân tán số 3 thông đạo không gian phổ tạp thập này nhất thời tỏ ra rất vui vẻ. Nhiệt tình dẫn La Phong đi tới một thông đạo không gian. Thông đạo không gian này thoạt nhìn tựa như luôn có một màn nước lớn đang dập dờn. Phân bộ số 9, cách vô lung tinh vực khá gần. Phổ tạp thập nhiệt tình nói. La Phong gật đầu, rồi bước một bước liền vào màn nước. Thông đạo không gian cố định là trạm trung chuyển thần quốc. Có những thần linh bất hủ hiến thần quốc của mình ra, đương nhiên dưới tình huống như vậy thì thần quốc của họ cũng không an toàn lắm. Thông qua thông đạo không gian, trong nháy mắt ra một nơi cách đó trên 1 ức năm ánh sáng.
Lập tức La Phong đáp vẫn mặc tinh hào bắt đầu đi thẳng tới Vô Lung tinh vực. Trong phòng điều khiển phi thuyền, La Phong đang cầm một ly rượu trái cây nhấm nháp, đồng thời tự hỏi. Bây giờ mình đang di chuyển với 50 lần tốc độ ánh sáng rất ổn định, sau nửa tháng nữa sẽ đến Vô Lung tinh vực. Ba Ba Tháp nói. La Phong gật gật đầu, đồng thời đưa ý thức nối liền vào mạng vũ trụ giả định. Vũ trụ giả định khu Nguyên Thủy Vũ Tướng Sơn, La Phong ngồi trước bàn viết nhẹ nhẹ click màn hình laptop. Mua 10.000 đơn vị thi thể trùng tộc giới chủ đỉnh phong. Xác định. Sau khi chiết khấu 40%, còn 6.000 vạn điểm tích lũy. Điểm tích lũy đã khấu trừ. La Phong đưa mắt nhìn điểm tích lũy còn lại trên màn hình, bây giờ mình còn lại ước 1.8 ước điểm tích lũy, không khỏi thầm than điểm tích lũy không đủ dùng, nhưng sắt tốt đắc dụng trên lưỡi dao. Mua 10.000 đơn vị thi thể trùng tộc giới chủ đỉnh phong, sớm đã nằm trong kế hoạch rồi. La Phong điện hạ, ngươi vừa mới mua 10.000 đơn vị thi thể trùng tộc giới chủ đỉnh phong, xin hỏi đưa đến nơi nào? Trên màn hình chợt truyền đến thanh âm dễ nghe. Ta sẽ trực tiếp đi tới Vô Lung tinh vực chọn mua. La Phong nói. Lập tức tắt máy. La Phong khẽ mỉm cười, lập tức rút ý thức về. Thể nội thế giới rộng lớn vô tận của La Phong. Đảo trùng tộc. Vô số hổ giáp trùng tộc giới chủ đỉnh phong chiều cao đạt tới 30 thước đang sống trên hòn đảo này. Hơn nữa còn có vài con liệp đường vương giả hình giọt nước, chiều cao nhỏ hơn, ước cỡ 20 thước, và cả rất ít phong ảnh vương giả chiều cao vẻn vẹn chỉ có 6 thước. Còn ở giữa cả đảo trùng tộc, có một trùng tộc mẫu xào cao hơn cây số. Ma sát tộc La Phong mặc hắc y chợt xuất hiện trên hòn đảo trùng tộc. Y Lâm Na. La Phong nhìn xuống phía dưới. Chủ nhân. Một luồng hào quang thân ảnh từ trong trùng tộc mẫu xào bay ra, chính là mẫu hoàng Y Lâm Na dung mạo tuyệt mỹ. Mấy trăm vạn giới chủ đỉnh phong trùng tộc toàn bộ cung kính quỳ mọp xuống, tỏ vẻ tôn kính với La Phong. Quân đoàn 300 vạn hổ giáp trùng tộc, quân đoàn 1.000 liệp đường vương giả, tiểu đội 1.000 trùng tộc loại phong ảnh vương giả. La Phong mặc hắc y có vẻ tươi cười. Y Lâm Na, ngươi làm rất tốt. Cống hiến sức lực cho chủ nhân là vinh hạnh của ta. Thanh âm Y Lâm Na có vẻ rất ôn nhu. La Phong gật đầu. Lần trước mình từ Vô Lung tinh vực mang đi 400 đơn vị thi thể trùng tộc cấp giới chủ. Mình bị ám sát đã thuận tay mang đi 300 đơn vị thi thể trùng tộc cũng xem như không tệ. Nhưng cũng không tính là loại nhất đẳng. Đại khái có thể chế tạo được trên 300 vạn hổ giáp trùng tộc. Còn mình mua 100 đơn vị thì cực tốt. Đại khái có thể đào tạo gần 180 vạn hổ giáp trùng tộc. Hai thứ kết hợp. Cuối cùng đào tạo ra được 300 vạn hổ giáp trùng tộc, 1.000 liệp đường vương giả và một tiểu đội 1.000 phong ảnh vương giả. Trùng tộc mẫu hoàng khống chế số lượng chiến sĩ trùng tộc kỳ thật cũng có cực hạn. Tỷ như nói, để chiến sĩ trùng tộc dưới trướng từng người đều có thể thi triển công kích quy luật thì nhiều nhất khống chế được 1.000 con thôi. Đây là cực hạn. Nếu số lượng vượt qua 1.000 con thì không thể cho mỗi một chiến sĩ trùng tộc đều thi triển quy luật công kích được. Theo số lượng càng ngày càng nhiều, khống chế cũng sẽ càng ngày càng thô. Khi đạt tới mức 100 vạn, mẫu hoàng nhiều nhất cũng chỉ cho vô số chiến sĩ trùng tộc tiến hành công kích tập thể hoặc lui về phía sau tập thể, không thể đưa ra một công kích tinh diệu nào. Giả thiết vượt qua 100 vạn, đạt tới mấy trăm vạn, hơn 1.000 vạn. Mẫu hoàng thậm chí không thể cho tất cả chiến sĩ trùng tộc công kích tập thể vào một điểm. 1.000 là một giới hạn. 100 vạn là một giới hạn nữa. La Phong thầm nói. Số lượng chiến sĩ trùng tộc cỡ 1.000 thì mỗi chiến sĩ trùng tộc khi chiến đấu đều vô cùng tinh diệu, thậm chí ẩn chứa quy luật, sánh ngang với nhân loại. Số lượng dưới 100 vạn, có thể nói là một quân đoàn hoàn mỹ nhất, vô cùng nhịp nhàng, chỉ đấu đánh đó. Trên 100 vạn, thì chỉ huy có vẻ rối loạn. Đây cũng là lý do trùng tộc mẫu xào bất hủ không khống chế chiến sĩ trùng tộc bất hủ vượt qua 1.000 người. Y Lâm Na. La Phong nói. Chủ nhân. Y Lâm Na cung kính đáp. Ta chuẩn bị chế tạo một quân đoàn 100 vạn trùng tộc vương giả. La Phong nói. Trùng tộc vương giả, quân đoàn 100 vạn. Y Lâm Na cả kinh. La Phong gật đầu. Quân đoàn hổ giáp trùng tộc vương giả. Hổ giáp trùng tộc, hình thể lớn, phòng ngự mạnh, sức mạnh lớn. So với liệp đường trùng tộc, vẻn vẹn có tốc độ là kém một chút, phương diện khác thì không kém chút nào. Đối với quân đoàn 100 vạn thì tốc độ nhanh nhẹn cũng không phải là yêu cầu lớn. Chủ nhân, chế tạo một con hổ giáp trùng tộc vương giả giới chủ đỉnh phong. Giá tương đương với chế tạo 100 con hổ giáp trùng tộc giới chủ đỉnh phong bình thường. Y Lâm Na vội nói. Độ cứng, sức mạnh toàn thân áo giáp hổ giáp trùng tộc vương giả, năng lượng thi triển công kích đều đại khái gấp 10 lần hổ giáp trùng tộc bình thường. Y Lâm Na nói. Quân đoàn 100 vạn hổ giáp trùng tộc chiến đấu với quân đoàn 1.000 hổ giáp vương giả. Khẳng định quân đoàn trùng tộc 100 vạn sẽ thủ thắng. Quân đoàn 1 ức hổ giáp trùng tộc đấu với quân đoàn 100 vạn hổ giáp vương giả, thì quân đoàn 100 vạn hổ giáp vương giả sẽ thắng. Vì vượt qua 100 vạn, chỉ với một mình Y Lâm Na là trùng tộc mẫu hoàng, căn bản không thể khống chế chính xác đám chiến sĩ đó. Chủ nhân, ngươi xác nhận muốn đào tạo à? Y Lâm Na hỏi. La Phong gật đầu.
Đại khái phải bao lâu mới có thể đào tạo thành? Đào tạo vương giả ngược lại nhanh hơn một chút. Y Lâm Na nói, vì ta có thể liên tục không dứt đào tạo ra vô số hổ giáp trùng tộc cấp hàng tinh, cấp vũ trụ, gánh nặng đối với ta ngược lại khá nhỏ. Chỉ là để chúng chiến đấu thôn phệ nhau, trong giết chóc thay nghén ra đám hổ giáp trùng tộc vương giả giới chủ đỉnh phong. Đại khái một ngày là có thể đào tạo 100 con. Một ngày 100 con, quân đoàn trăm vạn giới chủ vương giả là 30 năm. La Phong gật đầu. Khổ cực Y Lâm Na ngươi rồi. La Phong nói. Không khổ cực. Y Lâm Na vui sướng nói. Đào tạo chiến sĩ trùng tộc là phương thức cường hóa của mẫu hoàng. Ta lúc trước chưa bao giờ có nhiều vật liệu như vậy để ta được đào tạo nhiều chiến sĩ trùng tộc như vậy. La Phong cười. Thi thể trùng tộc, đại khái 1 tháng rưỡi nữa là tới. Phi thuyền không ngừng di chuyển, sau 1 tháng rưỡi bay, rốt cục cũng đến Vô Lung Tinh Vực. Vô Lung Tinh Vực. La Phong đứng trong phòng điều khiển phi thuyền vũ trụ, hướng mắt nhìn không gian xa xa, hàng hóa vô cùng vô tận, bịt kín cả tinh không. Quân đoàn trăm vạn giới chủ vương giả, còn có áo giáp thần bí màu bạc. Đây là đại vương bài vô cùng quan trọng khác trong kế hoạch của ta, rốt cục cũng sắp tới tay rồi. Vô Lung Tinh Vực, trong cung điện Long Quyết Vương. Lúc này, năm đại quản lý Vô Lung Tinh Vực đang tập hợp với nhau. Thế sự vô thường thật, lần trước kia La Phong còn bị Yểm Trúc Vương bắt nạt đáng thương như vậy, đảo mắt cũng chẳng bao lâu, mới mấy ngàn năm thời gian mà thôi. Long Quyết Vương lắc đầu cười. Cục diện đã thay đổi, Yểm Trúc Vương ngược lại thân hãm vào Đệ Cửu Tinh Vực lao ngục. Chịu tai ương 1000 kỷ nguyên lao ngục, còn La Phong lại một bước lên trời, thành thân truyền đệ tử của Hỗn Độn Thành Chủ. Long Quyết Vương, lần này ngươi nên giúp đỡ một chút nhé. Đạt Nhện Vương cao gầy buông chén rượu xuống. Lần trước Yểm Trúc Vương đối phó La Phong, ta cũng chưa từng can ngăn Yểm Trúc Vương. E rằng La Phong sẽ để ý hoặc hận thù. Ẩn Qua Vương cũng khẽ gật đầu. Long Quyết Vương, phải dựa vào ngươi để hòa giải rồi. Phong Vũ Vương cũng nói. Có thể làm người phụ trách quản lý bộ phận buôn bán, chứng tỏ họ rất hiểu về cách làm người. Họ hiểu rõ, mặc dù La Phong bây giờ chưa làm gì được họ, La Phong cũng không phải là một thế lực gì lớn, tạm thời cũng không sợ. Nhưng tương lai thì sao? Cứ trưởng thành tiếp tục như vậy, không biết chừng sẽ có một tên thực hỏa tôn giả mới. Một khi quyền thế lớn, muốn đối phó với họ là vô cùng dễ dàng. Có không ít cường giả lòng dạ hẹp hòi, có thủ tất báo. Ha ha, yên tâm. Long Quyết Vương cười gật đầu, lòng thầm đắc ý. Mình hỗ trợ hóa giải một vài mâu thuẫn, vậy ba người Ẩn Qua Vương, Đạt Nhện Vương, Phong Vũ Vương đều sẽ thiếu ân tình của mình. Ta cũng phải cảm tạ La Phong Điện Hạ. Một nam tử dung mạo rất tuấn mỹ bên cạnh cười nói. Nói về sự tuấn mỹ, Yểm Trúc Vương năm đó tuấn mỹ tới mức khó phân biệt nam nữ. Còn nam tử tuấn mỹ này chỉ liếc mắt là có thể nhìn ra hắn là nam nhân. Nếu không phải La Phong Điện Hạ, ta cũng không ngồi được ở vị trí này. Nam tử tuấn mỹ mỉm cười nói. Ha ha, Kỳ Phong Vương, ngươi cũng phải cảm tạ La Phong. Đích xác. Nếu không Yểm Trúc Vương sao có thể bị đuổi đi dễ dàng như vậy? Bốn người khác đều cười nói. Đột nhiên. Đại nhân, đại nhân. Bên ngoài có một giới chủ mặc áo giáp màu bạc đi vào, cung kính nằm mọp xuống nói. Phi thuyền La Phong Điện Hạ đã tới. La Phong. Long Quyết Vương và năm người đều cả kinh. Năm người đồng thời đứng dậy. Đi, chúng ta đi đón hắn. Đạt Nhện Vương nói. Năm người phụ trách đồng thời đi ra ngoài. Vì họ hiểu rõ quan hệ giữa La Phong và Long Quyết Vương, nên cũng đoán trước, La Phong trước hết sẽ tới chỗ Long Quyết Vương, do đó bốn người khác sớm đã tụ tập tại đây, cũng là để nghênh đón La Phong. Ngoài cung điện, La Phong đã thu phi thuyền vẫn mặc tinh hào lại, đang đứng trước cửa cung. La Phong. Một thanh âm thô cuồng truyền đến. La Phong quay đầu nhìn lại, thấy năm người cùng nhau đi tới, nhất thời nở nụ cười. Long Quyết Vương, Đạt Nhện Vương, Ẩn Qua Vương, Phong Vũ Vương cũng ở đây à? Đối với ba thần linh bất hủ cấp Phong Vương khác, mặc dù không tính là oán hận gì, nhưng cũng không có chút hảo cảm nào. Lúc trước Yểm Trúc Vương muốn giam giữ mình tới tinh vực lao ngục, ba người kia căn bản chỉ đứng một bên, gần như vô hình, căn bản không cản trở hắn. Biết La Phong ngươi sắp đến, ta và mấy người ở đây chờ điện hạ. Đạt Nhện Vương cao gầy cười nói. La Phong gật gật đầu, rồi không nói gì nữa. La Phong, ta giới thiệu cho ngươi nhé. Long Quyết Vương cười, chỉ vào nam tử tuấn mỹ bên cạnh. Đây là Kỳ Phong Vương đến từ vũ trường cự phủ. Kỳ Phong Vương. La Phong nhìn lại. Lại là một tên gia hỏa tuấn mỹ. Lúc trước Yểm Trúc Vương cũng tuấn mỹ tới mức khó phân biệt nam nữ. Còn nam tử này mặc dù không nghịch thiên bằng Yểm Trúc Vương, nhưng cũng là mỹ nam tuyệt thế. Vũ trường cự phủ phái ra thần linh bất hủ cấp Phong Vương, trước sau đều là mỹ nam à? La Phong thẩm nghĩ. Ra mắt điện hạ. Kỳ Phong Vương mỉm cười. Ta vừa mới đảm nhiệm chức vị. Ha ha, nói tới chuyện này, vẫn phải cảm tạ điện hạ. Nếu không phải vì việc của điện hạ,
dẫn đến tên Yểm Trúc Vương bị giam giữ ở Địa Cửu Tinh vực Lao Ngục, ta cũng không thể chiếm được vị trí này. Cảm ơn điện hạ. La Phong nhất thời nở nụ cười. À, xem ra Kỳ Phong Vương chẳng hề ưa gì Yểm Trúc Vương. La Phong, đi, đi vào, chúng ta ngồi xuống rồi nói chuyện. Long Quyết Vương nói. Đi vào đây nhé, đi thôi. Điện hạ, xin mời. Cả đám đều nhiệt tình vạn phần. La Phong cũng nể mặt họ, rồi được năm đại quản lý nghênh đón tiến vào trong cung điện. Cảnh này làm cho đám thủ vệ giới chủ canh cửa ai nấy thầm nghĩ. Hắn có địa vị gì vậy, lại có thể làm năm người phụ trách phải lễ phép nghênh đón như vậy. Trong sảnh điện, tiệc rượu phong phú, 6 người phân ra mà ngồi. Đảo mắt đã qua 4.000 năm rồi. 4.000 năm trước, La Phong vẫn chỉ là thành viên nguyên thủy bí cảnh bình thường. Bây giờ lại thành thân truyền đệ tử của hỗn độn thành chủ. Long Quyết Vương bưng chén rượu lên. Ta bội phục La Phong ngươi lắm. Nào, cạn ly. Cạn ly. Mọi người nâng chén, La Phong cũng nâng chén theo. Uống một hơi cạn sạch. Long Quyết Vương vừa muốn nói chuyện, La Phong lại cười nói. Long Quyết Vương, chúng ta đợt lát nữa hãy nói tiếp. Lần này ta tới Vô Lung Tinh vực chủ yếu là để mua đơn vị thi thể trùng tộc. Đương nhiên cũng muốn đi tới núi Giác Đào Bảo chơi đùa. Chúng ta nói chuyện chính sự trước đi, sau khi giải quyết chính sự xong hãy nói tiếp. Được được, nói chuyện chính sự. Long Quyết Vương gật đầu lia lịa. Đúng là nên nói chuyện chính sự. Chính sự quan trọng hơn. Những người phụ trách đều rất nể mặt La Phong. La Phong thấy thế thầm than. Trên địa cầu có câu tục ngữ cùng tại nháo thị vô nhân vấn, phú tại thâm sơn hữu viễn thân, nghèo mà ở phố thị thì không ai tới thăm, còn nghèo mà ở thâm sơn vẫn có người thăm viếng. Khi thực lực mình còn yếu, đám thần linh bất hủ cấp phong vương chiếm địa vị cao đời nào quan tâm tới mình. Trước mặt mình, ai nấy hoặc là lạnh lùng, hoặc là làm bộ làm tịch, tóm lại không thể ai cũng tươi cười đón ý nói hùa với mình. Nhưng đợi khi mình thành thân truyền đệ tử hỗn độn thành chủ, mình nói một câu lại có mọi người phụ họa theo. Thôi đi. Những bất mãn trong lòng La Phong đối với họ cũng tiêu tán. Họ chỉ là người phụ trách buôn bán, vốn quen làm như vậy rồi. La Phong ngươi muốn mua 1 vạn đơn vị thi thể trùng tộc giới chủ đỉnh phong, đã trả tiền trước, vậy thì rất đơn giản. Long Quyết Vương cười nói. Chúng ta sẽ an bài người đi tới khu cất hàng hóa, mang 10.000 đơn vị thi thể trùng tộc đến đây. À, nghiệp vụ này quá khổng lồ, cũng qua 4 vị khác. Không thành vấn đề. Chúng ta đương nhiên sẽ chọn 1 vạn đơn vị thi thể trùng tộc tốt nhất cho điện hạ. Yên tâm đi. Kỳ Phong Vương cũng không tồi. Còn 3 người đặt Niện Vương, Ẩn Qua Vương, Phong Vũ Vương thì rõ ràng rất nhiệt tình, hiển nhiên muốn mượn cơ hội này để đền bù một vài ngăn cách giữa hai bên lúc trước. Mục đích của họ cũng đạt được, mà La Phong khi thấy như vậy cũng thoải mái. Đại khái bao lâu? La Phong hỏi. Trong vòng 10 ngày. Long Quyết Vương tự tin nói. Nhanh thế à? La Phong kinh ngạc. Lần trước chọn 100 đơn vị thi thể trùng tộc cũng phải rất lâu. Lần này chỉ 1 vạn đơn vị thi thể trùng tộc, ngược lại ngắn hơn lần trước. Chúng ta sẽ an bài 100 nhân viên đi thẳng tới địa điểm của mình, thu thập những đơn vị thi thể trùng tộc chất lượng tốt nhất. Ẩn Qua Vương cười nói. Tốc độ đương nhiên nhanh. Điện hạ chỉ cần nghỉ ngơi tại đây, đến 10 ngày sau là có những thi thể trùng tộc ấy. Trong 10 ngày ở Vô Lung Tinh vực, đám 5 người Long Quyết Vương cũng muốn làm cho La Phong vui vẻ tại đây. Ngắn ngủn 10 ngày, cũng làm La Phong biết thêm về thực lực, sự trọng yếu của địa vị. La Phong. Thanh âm Long Quyết Vương vang vọng cả cung điện. La Phong từ chỗ ở đi ra. Hai hầu nữ đứng cửa tùy thời chờ đợi gọi, còn xa xa, Long Quyết Vương đang nhanh chóng đi tới, một bước cũng phải hơn 1.000 km. Long Quyết Vương. La Phong cười nói. Chuyện gì, chẳng lẽ là đã có đủ thi thể trùng tộc rồi? Đủ rồi. Long Quyết Vương mỉm cười gật đầu, lật tay lấy ra nhẫn thế giới đen thui. Âm 1 vạn đơn vị thi thể trùng tộc toàn bộ ở trong này. Hả? La Phong vui sướng nhận lấy. Nhẫn thế giới này là vô chủ, dễ dàng đưa lực thế giới của mình thẩm thấu vào, bắt đầu tra xét rõ ràng 1 vạn đơn vị thi thể trùng tộc giới chủ đỉnh phong. Vừa nhìn thấy, La Phong lập tức không kìm được lộ ra vẻ hơi vui. 5 người Long Quyết Vương, Đạt Niện Vương, Ẩn Qua Vương quả là hào phóng. La Phong mừng thầm. 1 vạn đơn vị thi thể trùng tộc này trung bình mức độ đều tốt hơn so với ta lần trước mua 100 đơn vị thi thể trùng tộc. Lần trước mua 100 đơn vị trùng tộc giới chủ, có thể đào tạo ra ước 180 vạn con hổ giáp trùng tộc, thuộc loại cực kỳ xuất sắc rồi. Còn dựa theo đặt hàng qua mạng vũ trụ giả định, La Phong cũng chỉ có mức bình thường. Nếu lấy hàng đó, đại khái 100 đơn vị trùng tộc có thể đào tạo được 100 vạn con hổ giáp trùng tộc thôi. Nói cách khác, mình đặt hàng 1 vạn đơn vị trùng tộc, đại khái đào tạo được 100 vạn hổ giáp trùng tộc vương giả. Còn La Phong kinh hỉ phát hiện, lần này mình tự tới lấy, 5 người phụ trách lấy ra cho mình 1 vạn đơn vị thi thể trùng tộc đủ để chế tạo ra 200 vạn con hổ giáp trùng tộc vương giả. Phải tới gấp đôi. 6.000 vạn điểm tích lũy, lại mua được hàng hóa giá trị 1,2 ức điểm tích lũy.
năm người phụ trách này rõ là nể mặt ta. La Phong mừng thầm. Đương nhiên. Đây là tiền của tộc nhân loại thôi, chứ không là tiền của họ. Dù là người đặt nhện vương mua, e rằng cũng không hào phóng như vậy. Long Quyết Vương nhìn thấy vẻ vui mừng trên mặt La Phong, liền cười ha ha nói. Thế nào, được không? Rất tốt, đơn vị thi thể trùng tộc đều rất tốt. La Phong gật đầu. Đơn vị thi thể trùng tộc, có tốt, có xấu. Lần này đặt nhện vương, ẩn qua vương, phong vũ vương đều xuất lực không ít. Đưa ra một vài tài nguyên thi thể trùng tộc chất lượng tốt cất giữ lâu nay. Long Quyết Vương cười nói. Ba người họ kỳ thật cũng muốn đền bù việc lần trước, hy vọng ngươi đừng chấp. Ta hiểu, sau lưng Yểm Trúc Vương là thực hỏa tôn giả, ta hiểu tại sao họ phải làm như vậy. La Phong gật đầu cười. Không trách bọn họ. Ha ha, được lắm. Long Quyết Vương gật đầu. Cầm được chỗ tốt, xem như đã chấp nhận lời nhận lỗi của đối phương, La Phong đương nhiên không trách. Ta nhớ ngươi muốn đi núi rác đào bảo. Long Quyết Vương hỏi. Ngươi chuẩn bị đào bảo bao lâu? Không vượt qua 100 năm. La Phong nói. Mục tiêu lần này là muốn tập hợp mảnh vỡ vỏ bạc tổ hợp thành một bộ chiến giáp bạc. Dựa theo La Phong dự tính, vài chục năm là đại khái có thể tập hợp được một bộ. Đây là 100 nhẫn thế giới, mỗi cái nhẫn thế giới đại biểu cho việc La Phong ngươi có thể một năm đào bảo. Long Quyết Vương lật tay lấy ra 100 nhẫn màu bạc. Đợt lát nữa ta truyền tống một phần đồ hình hệ thống kiểm soát cho ngươi. Với quyền hạn của ngươi, có thể quan khán bản đồ hệ thống kiểm soát. Đến lúc đó, ngươi sẽ tự do đi lại trong Vô Lung tinh vực mà đào bảo, cũng không cần để những người khác đi theo. Đến đây thì cũng khép lại tập 223 thôn phệ tinh không. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.